Tại là mình đang có mặt ở Giang Thành, Kiên Giang nha mọi người. Thì sát biên giới Campuchia luôn nè. Bác sĩ có tham khảo bản này kia hay là chỉ tham khảo xuyên ngãi rồi chốt luôn? Nói chung là tham khảo nhiều phiên bản lắm, anh với chị đều tham khảo cái này cũng cỡ 5 6 tháng rồi đó, nhưng mà cũng lựa chọn thì để theo dõi coi cái phiên bản nào mà xài số lượng cái người sử dụng nhiều nhất á. Thì anh thấy cái phiên bản Tìm người ấy Z căng cấp. 10S nâng cấp thì đa số người ta thích xài phiên bản này, thì do đó anh với chị cũng quyết định để sắm cho năm 2024. Vỗ tay. Thành nó như thế nào? Nói chung là tốt, trong sáng, chép bét rõ ràng. Mic Nói có chung nhạy là cao hát không cũng được chị? hả? Mic có nhạy cao không? Nhạy. Nhạy. Nói chung là hát là nhẹ, nói chung là cái âm thanh mình nó nói chung nó nhẹ nhẹ nhàng, nó cũng dễ nghe, nó rõ, cũng trong sáng. Chị hay là chị tham gia ở Thảo bên Long Phá Đô rồi mua luôn. Nói chung là có một số kênh nó cũng đưa lên Facebook, nhưng mà thấy nói chung là cũng không có rộng rãi như mấy em bên đây. Kênh minh của em thì nói chung là đang hot, thì thử ra anh cũng thấy chắc có lẽ là đa số là cộng đồng người ta cũng thích, anh cũng quyết định kênh của em luôn. Từ khi bà tư vấn đấy mà lúc giao hàng thì bác sĩ thái độ của nhân viên phục vụ bác sĩ như thế nào? Chung là ok, nói chung là tiếp nhận thông tin rồi giao thì nói chung là nhanh lẹ, kịp thời, nói chung là trước tiến độ đó, nói chung là trước kế hoạch của anh dự định. Nói chung là mấy em phục vụ ok. Em thay mặt công ty là cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ và gia đình nhiều sức khỏe, sang năm là mong bán phát tài phát lộc và công việc trong một công việc. Nhiều thuận lợi. Cảm ơn.